Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là một số những phụ kiện âm thanh xịn do bên em nghiên cứu và phát triển. Trước mặt các bác đây là một cái rắc cắm, rắc speak công, rắc cắm loa nhé, đến từ thương hiệu xe F nhập khẩu chính hãng do công ty cổ phần AV Việt Nam cung cấp cũng như là bán trên thị trường. Đấy, công nghệ thì là của Ý nhưng còn sản xuất gia công lắp ráp thì tại hàng xóm của Việt Nam và được bán tại Việt Nam. Đấy, như thế là người ta gọi là đa quốc gia, đúng không ạ? Thì đây là hộp rắc nhá. Rắc này hiện tại em đang bán theo chiếc, ví dụ như là các bác lấy một chiếc là 90.000, một đôi là 180.000. Rắc xịn nhá, giá trên là bao ship rồi các bác nhé. Và tiếp tục cũng là gọi là liên quan đến chủ đề dây rắc thì đây những cái dây rắc mà em đã đấu sẵn lên rồi. Đấy, những cái dây này em đã đấu sẵn lên rồi thì đây là cái đoạn này ngắn này là đấu vào cục đẩy công suất, thì em cho là từ mép đây đến góc này là 40 cm, và cái đoạn dài kia từ mép kia đến đây là 1 mét các bác nhé. Thì các bác để ý này, gạch đây nhá là 20 này, 20, 40, 60, 80 và 1 mét, được chưa ạ? Thì đây tổng chiều dài trên một sợi dây của em đang đấu sẵn đây là vào 12 mét, nên là lấy số rất là đẹp luôn. 10 mét thì có vẻ là hơi vừa vừa, 15 mét đã hơi dài quá thì em lấy phát là 12 mét, cho nó gọi là vừa số đẹp lại vừa hợp lý, đúng không ạ? Thì đây tổng chiều dài dây là 12 mét một sợi nhé. Như này các bác lấy một sợi nào sẽ là 4 lõi, ví dụ như một sợi thì nó sẽ có hai luồng dây như này. Đấy, xanh trắng và đỏ đen để các bác cắm sang hai loa gần nhau, thì một sợi này có giá là 720.000 một sợi, bao ship các bác nhé. Đấy, một sợi 12 mét là 720, và các bác lấy hai sợi thì là 1.400.000 đồng luôn, và bao ship cho các bác cho nó tròn giá luôn, được chưa ạ? Một sợi 720 mà hai sợi là 1.400.000. Đấy, thế cho nó dễ. Thì đây dây đây em đang giải ở đây, nó không được dài lắm nên là cũng cố gắng làm sao quay cho các bác xem là tương đối đầy đủ tí. Đấy, rắc xịn nha. Đấy, cấu hình này là cho các bác làm đấu vào những hệ thống dây rắc cho những dòng loa này ở đây, hoặc các bác làm sự kiện tiệc cưới vừa vừa nhỏ nhỏ thì chơi được. Dây là 4 lõi, 4 x 1.5 dây của Đài Loan các bác nhé. Dây này là của Hồng Giang này, Hồng Giang. Trước thì em có dây Showman nhưng mà nó bây giờ đang bị đội giá lên rất nhiều, và dây này em lấy được cái giá tốt hơn chút ít. Đấy, trước thì cái dây này em vẫn bán là 45.000 một mét bao ship các bác nhé. Dây này là 45.000 một mét, và lấy từ nhiều mét lên thì sẽ bao ship. Đấy, một mét cũng ship nhưng mà giá hơi cao. Đấy, phí ship là mấy chục nghìn rồi, càng nhiều thì càng nặng thôi. Thì đây là cái dây em đã đấu sẵn này, mất công đấu sẵn này, đều được kiểm tra rất là kỹ càng các bác nhé. Hiện tại thì em đang hết cái dây co nhiệt, nếu mà còn cái dây co nhiệt thì em sẽ đánh dấu là dây luồng xanh và dây luồng đỏ, hoặc là dây luồng đen. Ví dụ như này là sẽ đánh dấu là luồng đen này, cái này thì sẽ đánh dấu là luồng xanh này. Đấy, ví dụ đen này, xanh này, đỏ này, vàng, ví dụ thế, để bác về đấu và loa nó không bị nhầm lẫn. Còn như này đấu thôi thì cũng được, thì là đấu xong bắt đầu là sẽ có một cái dây quấn đoạn băng dính, sau là ghi chú thích vào đấy là cắm loa nào thì em sẽ chú thích vào đấy. Nhưng đang hết cái dây co nhiệt rồi nên là quay giới thiệu nhanh các bác như này. Đây là cái dây rắc của nó này, khá là dài, khá là xịn, được chưa? Đấy, rất là đầy đủ các bác nhé. Các bác nào mà thích làm chuyên nghiệp thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Như này là gọi là tương đối chuyên nghiệp thôi, chưa được chuyên nghiệp lắm, nhiều các bác vẫn bắt lỗi như bình thường. Thì đây là toàn bộ dây rắc em đã đấu nối đầy đủ để các bác về làm đấu vào những hệ thống âm thanh sự kiện chuyên nghiệp, hoặc các bác chơi gia đình mà thích dây xịn. Cái này em sẽ đấu theo yêu cầu nhé. Ví dụ các bác đấu 3m, 5m, 10m như nào thì các bác báo em, cái này em sẽ đấu cho các bác. Dây hiện tại bên em đang có cung cấp đó là dây 2x1.5, 2x2.5, 4x1.5. Đấy, đầy đủ, khá là đầy đủ nha các bác nhé. Thì các bác nào cần cái gì thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Và ngay sau đây thì video xin tạm dừng tại đây. Em chào tạm nghe điện thoại của các bác khách đã. Các bác đang gọi rất nhiều. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.